gì mà đủ đồ cho anh ta? Nè, cô bán bánh tây yến có bánh bò có hả cô? Rồi bánh chuối chiên luôn. Bán được nhiêu ký? 20 ngàn. Giống phải chục ngàn bánh nè. 2 trái 10 ngàn, 3 trái 10 ngàn. Bọc tôi bắt bắt nhà, một hộp 5 ngàn, bắt xong. Ở bên đây thì cô chú. Rồi, cảm ơn chị. Ở đây thì cô chú rồi. Rồi, con cảm ơn cô nha. Chúc cô năm nay vừa dào sức khỏe nha. Năm mới làm ăn phát bài nè. Rồi mặn nè. Cái dâu nè cô chú. Cá chọc chọc nè, cá gì vậy chị? Cá chọc dưa. Cá chọc dưa là chắc chị mua của người ta hả? Mấy phải nhỏ nhỏ này chắc ngon lắm nè. Dạ, hoa đó dẻo không? Dẻo, đồng chợ này nhỏ thôi cô chú. Nhưng mà ở đây thì bán thịt heo nè. À, thịt heo. Đây bán đồ nông sản nè. Dạ, em mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Rất vui khi gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn trong video tiếp theo của em. Vậy hiện tại em đang đứng ở đây là trong xã Khánh Hòa cô chú anh chị. Hôm nay em về miền quê ghi hình chợ thôn quê cho cô chú chị mình xem. Chợ này là kêu bằng chợ Vườn Xoài cô chú anh chị, thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Giờ em mời quý cô chú anh chị mình đồng hành cùng với em đi chợ Khánh Hòa, chợ Vườn Xoài. Chợ này chợ Vườn Xoài Khánh Hòa phải không cô? Dạ. Ở đây cô có bán một cái gian hàng nhỏ nè. Cô bán gì mà đủ đồ cho anh ta? Nè, cô bán bánh tây yến có bánh bò có hả cô? Rồi bánh chuối chiên luôn. Chuối chiên mình chiên nhà hay là mình mua luôn? Đếm không à. Rồi cô đếm không ha? Ừ, có cái này nhà, cái này là không nhà. Một ngày cô bán được nhiều không cô? Ít rồi. Cái này buôn bán thấy kinh tế sống được không? Bán thì trăm ngoài, 200. Trăm ngoài ha. Vậy là đủ cung cấp cho gia đình vậy thôi ha. 200 vậy đó là sống ngày đó. Dạ. Yeah. Ngày nào cũng vậy hả cô? Yeah. Thường bán tới mấy giờ mới về? Bán tới chiều luôn. Bán tới chiều luôn ha. Chiều. Rồi ăn uống làm sao? Bán đây rồi lát cái đẩy dài về chỉnh về cái nhà. Về nhà ăn ha, rồi cái đi bán tiếp nữa. 2 giờ cái đẩy đi tiếp tục vậy đó. Dạ. Yeah. Rồi con cảm ơn cô nha. Chúc cô năm nay sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài nha. Cô chú anh chị mình có gặp qua gian hàng của cô để ủng hộ cô nha. Cô bán đầy đủ chè, xôi nè. Nói chung là gian hàng nhỏ xinh. Xôi vị luôn. Xôi vị thì nhìn rất là ngon. Nếp nướng luôn. Nói chung là đầy đủ nha cô chú. Rồi con cảm ơn cô. Thì chợ này cũng nhỏ thôi cô chú anh chị, cũng có bán thịt nè, gà, vịt đồ đầy đủ nha. À, đây có bán một dân hàng trái cây. Mặn nè, hành tỏi. Đây chị có bán thịt. Phía đây thì em có bán đồ thủ công nè cô chú anh chị, những cái gỗ, những cái ghế nè, đồ gia dụng nè. Đũa làm bằng tre. Đây nhìn rất là đẹp nha. Mấy cái này mình để trang trí bánh này kia thì rất là đẹp luôn cô chú. Cái này thì người ta làm thủ công làm bằng tay à. Bởi vì nhìn nó rất là sắc sảo. Mấy hàng này cỡ này mình bán chạy không chị? Không, hồi Tết bán chậm. Chậm ha, Tết bán đắt lắm ha. Dạ. Yeah. Vì là chỉ người ta mua về người ta trang trí đồ ha. Dạ. Yeah. Tôi lọc ở sau lưng á. Dạ. Sau lưng có chữ luôn hả? Không. Mình đem về mình. À, người ta vẽ chữ lên người ta trang trí ha. Dạ. Mua lần mười mấy cái luôn. Dạ, con hiểu rồi. Rồi ai cũng ăn vậy thì mình để tới bủ. Dạ, lật lên ha. Dạ, mình để tới bủ. Dạ. Vậy là nhờ gì mình bán nó mới chạy hàng ha.
À, em cảm ơn chị nha. Dạ. Chúc chị năm nay làm ăn phát tài nha. Thì ra là anh vậy. Là bây giờ chiếu là ta trang trí là nhiều ha, ta ít cứ xài. Rồi cảm ơn chị luôn. Cô chú anh chị thấy thì chợ nhỏ nhưng mà bà con thì cũng đi lay gai lay gai. À, đây cô bác Thành nè. Cô bán hành mà ở Khánh Hòa này thì hành tỏi này kia rất là nhiều nha cô chú. Cái này là mình bán được bao nhiêu một ký vậy cô? Một ký cô bán này 25 ngàn một ký ha. Trời ơi cô dễ thương quá. Được rồi. Nhà mình trồng nhiều không cô? Không, cái này ở Sóc Trăng trở về. Sóc Trăng á, chứ không phải ở đây ha. Không, quê tôi ở Sóc Trăng. Dân quê tôi Sóc Trăng. Mấy cô lựa quá tràn luôn. Rẻ quá, rẻ rồi. Dạ. Rồi, con chúc cô vừa dài sức khỏe nha. Mua mai bán đất, năm nay phát tài nha. Mấy chị bên đây bán bánh nè, mấy chị kia, mấy cô bán hành. Đây bán bún nè. Ở đây thì chị bán, cô bán bún thịt nướng. Đây bún thịt nướng đây. Bún chả luôn hả cô? Đây, đầy đủ. Một phần cô bán được bao nhiêu tiền? Một phần cô bán nhiêu tiền? Một phần có 10 ngàn á. Một ngày bán có vài trăm mà vốn luôn ha. Rồi đây đồ đồng nè. Rau muống, bông điên điển, quá trời nhiều luôn. Đây cô bán bánh đây nè, rất là ngon nha. Một ngày cô bán có mấy trăm ngàn thôi. Vốn luôn nữa nè cô chú anh chị. Rồi con cảm ơn cô nha. Chúc cô năm nay sức khỏe dồi dào nha, làm ăn phát tài. Bye bye. Đây chị bán cá chả nè, rồi trứng gà, trứng cút. Mình bán trứng gà không có bán trứng vịt luôn nha chị. Dạ, trứng gà kìa bà chị bán bán à, không cạnh tranh nha. Sợ cạnh tranh phải không? Hộp vịt bán luôn. Dạ. Yeah. Giờ chưa có vốn. Giờ chưa có vốn ha. Giờ chưa có vốn. Bán chứ ế ẩm quá. Đợi nhà đầu tư cho vốn đi rồi cái đầu mua cái vịt bán luôn. Đợi nhà đầu tư cho lâu quá thôi mình mua số đi. Mua số rồi biết đâu chiều nay nó trúng ha. Dạ. Có bán số không mua luôn. Dạ, em không có bán số. Rồi, chúc mấy chị sức khỏe nha. Năm nay phát tài hết nha. Dạ. Ừ. Gớt bún chú luôn rồi. Đem tại đem sao? Ở đây cô bắt ốc. Ốc này kêu bằng ốc quắn phải không cô? Ốc quắn hay ốc đắng? Ốc gạo. Ốc gạo ha. Ốc gạo là nó màu trắng vậy ha. Dạ. Dạ. Ký cô bán được nhiêu tiền? Ký 20 ngàn. Ký có 20 ngàn nha cô chú. Rất là ngon. Tôi trước chị về quê thì cũng gặp bán ốc gạo vậy nè. Nó giống giống còn ốc quắn. Nhưng mà nó ngon hơn, nó trắng hơn. Dạ. Cái này là chị điếm lại của người ta hay là chị tự bắt được chị? Mua bán lại ha. Dạ. Chị đã không có được lời nhiều. Rồi cảm ơn chị nha. Chúc chị năm nay vừa dài sức khỏe làm ăn phát tài nha. Đây em thấy có bán khoai nè cô chú. Bắp nè, khoai nè, trứng nè. Xoài. Cái này là xoài keo phải không chị? Xoài keo. Xoài keo hôm nay chị bán được nhiêu ký? Xoài 2 ngàn. Rồi có 12 ngàn đây ha. Đây. Xoài keo ở quê có 12 ngàn ký rồi cô chú. Rất là ngon. Cái bên đó là trái chín của nó đó hả chị? Cắt chu nó khác nữa ha. Dạ. Quá ngon. Cắt chu chị bán được nhiêu ký? 2 ký 35. 2 ký 35.
Mà ở đây là mình trồng nhà hay là mua của người ta lại à? Cái này bán giùm cho mẹ. À, bán giùm cho mẹ chị ha. Quay phim độc dịch gì trơn. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị nha. Chúc chị năm nay vừa dồi sức khỏe nha. Mua mai bán đất. Khoai lang. Khoai lang hộp dịch chị. Hộp dịch nè, hộp dịch nè, hộp dịch này là bao nhiêu một trứng? 22.000 hả chị? 22.000 một chục. Ừ. Rồi, quá chừng. Khoai lang nấu luôn. Khoai lang này bán ký hả chị? Ký. Có củ to quá to, có củ nhỏ xíu à. Bán được nhiêu ký? 20.000. Giống khoai trồng nhà quá chị. Không. Mua ha, mua bán lại. Dạ. Yeah. Mua bán lại. Rồi, chúc chị sức khỏe nha. Năm rồi. Nay làm ăn phát tài. Tháng thầy giêng qua bác đi ra. Qua tháng giêng này sao thấy bà con bán hơi chậm đó chị. Đâu. Dạ. Rồi, cảm ơn chị luôn nha. Dạ, ở đây thì cô chú thấy nè, có bán cá nè. Ồ, cá lóc quá ngon luôn. Cá lóc to quá to. Cá lóc, cá điều hồng. Cái sạc. Chị đẩy lên gì đừng cho nó nhảy lên. Lọt nó trong lại rồi. Bắt ra dễ lọt vô lại rồi. Con nhỏ, con nhỏ. Hôm nay là bao nhiêu một ký chị cục? 50 ha. Ờ, rất là ngon luôn, 50.000 một ký. Đây cái điều hồng làm sẵn ớp muối luôn cô chú, nhìn rất là ngon nha. Đây là đồ đồng những chiếc ớt, ớt rồi gao me. Cô có bán bắp non nữa nè. Dùng Khánh Hòa này người ta trồng gãy nhiều lắm cô chú. Ở đây thì đồ gãy trong đồng đem ra rất là ngon. Thì chú thấy có núm đây nè. Núm. Có bán củ nèo không chị? Đây có ngói sen nè. Me, đầy đủ. Núm. Bên đây thì mấy cô bán đồ đồng nè. Bông bí. Bông bí rồi thuốc dòi. Ngon quá hết cô. Này là mình bán ký hay là bán bó cô? À, bán ký. Ký ha. Mình bó nhỏ nhỏ cho dễ lựa ha. Ký bên này được mấy chục? 25.000. Vậy là mua nửa ký được bụng nồi canh này. Nửa ký là nồi canh có mười mấy ngàn thôi. Có 12-13.000 được nồi canh này. Rất là đẹp. Đồ que, đồ đũa. Thì chú chị thấy thì chợ ở quê á thì người ta nhóm nhanh. Mà ta cũng đi về nhanh đó. Bên đây chị bán một cái hoài bắp nè. Ở bên đây thì cô chú thấy có một chị bán hải sản nè. Chợ này nhỏ nhưng mà bán hải sản cũng đầy đủ luôn nha cô chú. Mình có đi chợ Vườn Xoài thì cái ủng hộ chị ở đây nè. Cá chạch này kia nè. Cái điều hồng. Năm nay buôn bán được im không chị? Năm nay buôn bán im không? Qua Tết thì bán hơi chậm ha. Chào, đây là chợ Vườn Xoài. Dạ luôn. Bình Dân nha. Quá rồi nó quay phim hay không à. Chút xíu em quay chị luôn. Không quay chứ ông nội á. Ở đây là cá biển, đó, cá cha này kia đầy đủ. Cô chú anh chị mình có đi chợ Vườn Xoài thì cái ủng hộ chị nha. Hải sản rất là ngon. Thơm luôn. Mực này là chị bán nhiêu ký? 1.4 ha, còn tôm này. Từ
lên 200 luôn đó. Được chứ, chị mình có nhu cầu mua thì ủng hộ chị nha. Rồi cảm ơn chị nha, chúc năm nay làm ăn phát tài nha. Ở trong đây thì chị bán bún cơm, rồi đây bán bún nè cô chú. Đây là hủ tiếu mì, bún cua, cơm, hủ tiếu mì của chị năm, chị sáu, chị bảy gì trời, chợ vườn xoài hay. Chị thứ mấy? YouTube luôn đó, ngon mặt luôn. Chị thứ mấy em giới thiệu luôn cho. Chị hai. Chị hai nha. Chị hai ở chợ vườn xoài. Chị có bán đồ chay luôn hả chị? Có cơm chay mặn. Có luôn ha. Chị bán chay mặn có đầy đủ nha cô chú. Mình có đi chợ thì ủng hộ chị nha. Đó đây. Dạ. Ghi lại hình cho bà con xem để biết cái chợ quê. Vì mới bán đắt hàng chứ. Đẹp thế ghê luôn. Mình nói mà nó vui vẻ là đẻ quan niệm phải không? Quan thủy là tiền vô tỷ tỷ. Ngon quá luôn. Đây. Chị bán tô cháo quá vàng, topping quá thịt luôn. Bao nhiêu tiền một tô chị? 15. Có 15 ngàn mà thịt quá nhiều. Nói chung là chợ quê thì rất là rẻ. Này kêu bằng cháo lòng hả chị? Chị bán đủ hết ta. Cháo rồi bánh canh rồi bún luôn. Bao hết chợ luôn đó. Chị hai bao hết chợ luôn. Rồi cảm ơn chị nha. Chúc chị năm nay sức khỏe dồi dào nha. Năm mới làm ăn phát tài. Mình bán bưng gì đi đó, luôn. Khách vô là cái gì mình cũng có. Yeah. Bưng đi luôn nè cô chú. 15 ngàn quá rẻ luôn. Rẻ luôn, rẻ mà ngon nghe. Rồi cảm ơn chị. Ở đây thì cô chú thấy là bán mấy cô bán, của em là bến quê vlog, mấy cô bán đồ đồng à, cô chú thấy không, mấy cô cực ghê luôn đó. Ra mà chợ bán có nhúm nhúm gì không nè, một ngày chứ bán được tới 100-200 ngàn hết cô, có mấy chục ngàn hả, mà còn phải ngồi đây đợi hoài vậy đó. Dạ không có chuyện làm phải không, ra đây ngồi chơi đỡ buồn phải không. Cô trồng nhà hả? Dạ. Có bán sâm nè, rau cần cua, thuốc dồi. Rồi con cảm ơn cô nha, chúc cô năm nay vừa dài sức khỏe nha, năm mới làm ăn phát tài. Dạ. Đây là chắc đồ trồng nhà đem có bán không quá? Dạ, của nhà không à. Nhà mới có tiền chứ, cái này mà mua lại là gọi luôn. Rồi chúc mấy cô sức khỏe hết nha, năm nay phát tài hết luôn nha. Đây ở nhà bụi đi hái đồ bán. Dạ hái đồ bán ha, rau muống quá trời ngon luôn. Rau muống nè, muống nè, bán cũng được có mấy chục ngàn. Bó gì cũng được, còn đầy canh chua. Mướp 5 ngàn. Cô ổi ngon quá, nhiêu ký vậy cô? Ổi ký 15 ngàn chú. Ký có 15 ngàn đây. Dạ, ổi vườn cái gì chứ? Ổi vườn. Ngay được thôi, chú vườn ở đây đó. Chú vườn. Lúc nãy to, mấy con ở bên cái dầu Châu Phú. Mấy cô ở đây thì rất là vui cô chú. Đó. Mấy cô chỉ bán ngày chỉ 100-200 ngàn thôi mà vẫn ra đây ngồi bán. Ra chợ cho nó vui. Giờ ra chợ cho nó vui ha. Ra chợ cho vui, ở nhà buồn. Dạ. Ở nhà đi nợ nần buồn. Ừ. Cho hết quên nợ nặng. Quên nợ nặng. Rồi đó, cảm ơn mấy cô hết nha. Chúc mấy cô sức khỏe hết nha. Rồi, đây cô bán cải thìa nè. Đó. Dùng Khánh Hòa này cải thìa rất là nhiều. Cải thìa hôm nay bán được nhiêu ký cô? Cải thìa mình bán cái nhỏ nhỏ gì là 10 ngàn. 10 ngàn ha. Ngon quá ngon. Ngày cô bán được 20 ký không? Cái này chiếc nhà bán 10 ký rồi. 10 ký ha. Dạ. Đó trời nha. Chiếc gà bán. Rau dền rất là ngon luôn nè. Rồi con chúc tất cả mấy cô vừa dài sức khỏe nha. Năm nay phát tài hết luôn nha. Rau dền rất là ngon.
Chợ vườn xoài này thì bây giờ cũng có nhà lồng chợ rồi cô chú. Nói phía bên trong đó là nhà lồng chợ bên trong đó. Em đây ghi hình cho cô chú chị mình xem nha. Ở đây thì có chị bán trái cây trước nhà lồng chợ nè. Chị bán đầy đủ luôn. Xoài nè, ổi nè, rồi mặn nè, trái dâu nè cô chú. Trái dâu tây nhãn được, rất là ngon. Mặn, thanh long đầy đủ nha. Phía bên đây cũng có anh chị bán trái cây luôn nè. Nho, măng cầu. Nói chung là ở đây thì trái cây rất là ngon, rất là tươi. Nhãn này là nhãn Khánh Hòa phải không chị? Nhãn Thái ha. Khánh Hòa này chưa tới mùa ha. Chưa ha. Nhãn Khánh Hòa này cũng nổi tiếng lắm á. Tháng 5 tháng 6 mới có hả chị? Qua Tết này chị bán được không? Im không? Bán chậm hơn tháng 5. Chậm hơn ha. Ồ, mít thơm quá. Mít hôm nay bán được nhiêu ký chị? Còn có bán 20.000. 20.000. Mít giá quá rẻ ha. Dạ. Yeah. Rồi em cảm ơn chị nha. Chúc chị năm nay dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài nha. Rồi, cảm ơn. Cô chú anh chị mình có đi chợ Dòng Xoài thì ghé đi ủng hộ chị nha, ngay chân nhà lồng chợ luôn. Đó, chị bán trái cây phía trước. Ồ, con cá nó nhảy ra kìa. Trên đây cũng có bán cá này cô chú. Đó, để mình ghi hình phía ngoài cho cô chú anh chị mình xem. Đây cô bán xoài. Xoài. Ơi, xoài này xoài gì ngon quá. Cá quả lọc. Thì cá quả lọc đó cô. Hôm nay bán được bao nhiêu ký? Này thì bán 25.000. 25.000 ha. 15.000. Cái này là mình trồng nhà hả? Căng trong vườn. Căng trong vườn. Ở quê mình căng lên bán lại thì không có lời không mày. Rồi chị bán bông bí kìa, quá ngon luôn. Cô ăn đi. Cô mắc cỡ. Đây đồng bí này. Cô em là bến quê vlog. Chị bấm vô bến quê vlog là gặp. Đây chị cũng có bán xoài nè. Xoài sống. Xoài sống. Ai mà thích ăn chua thì ghé ủng hộ chị nha. Xoài sống. Chị bán đây thường xuyên không chị? Ngày nào cũng bán chân ha. Dạ. Cô chú anh chị mình có đi chợ Dòng Xoài thì ghé ủng hộ chị nha. Cái chợ này là con không hiểu là cái chợ có người kêu mình chợ Dòng Xoài, có người chợ Vườn Xoài. Chợ Mỹ. Dạ, rồi con cũng không biết kêu chợ gì đâu. Dạ, nhiều tên quá. Bông bí này chỉ lặt ra luôn hả? Lặt cho người ta luôn hả? Lặt ra bán. Rồi nó mắc hơn không hay là rẻ cũng vậy? Nó phải mắc hơn. Rồi. Mắc hơn tí ha. Lặt thì 25, lặt thì 35. Lặt thì 35. Vậy khỏi lặt. Rồi em cảm ơn chị nha, chúc chị dồi dào sức khỏe nha, năm nay làm ăn phát tài luôn nha. Rồi con cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe nha. Xoài cốc rất là ngon. Rồi cô chú anh chị thấy thì đây có những cái kệ thịt nè, gà vịt đầy đủ nha cô chú. Phía trước này em thấy cũng có bán cá rất là nhiều đây. Cô bán trái cây nè, củ kiệu, tôm, hải sản. Ở đây hải sản gì nhìn rất tươi ngon luôn cô chú. Đó, mực rất là ngon nha, mực ếch này kia là đầy đủ. Đây tôm càng xanh nè, tôm. Đây thì chị gái bán trái cây. Mực ngon lắm cô chú. Mực thì cá biển. Cá biển này. Cô luôn. Quá ngon. Mấy trăm gram rồi? Này 600. Mực này là ăn nhiêu một ký vậy chị?
này nè, 150 ha. Rất là ngon luôn, có 150 thôi. Bên đó kêu bằng tôm gì vậy chị? Tôm thẻ ha. Nhiêu ký? 200. Cô chú anh chị mình có đi chợ dòng xoài thì cái em hộ chị nha, chị bán hải sản. Mình cảm ơn chị nha, chúc chị năm nay dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài nha. Rồi, cảm ơn luôn. Đó, cá biển này kia này đầy đủ. Đây thì cô bán giày dép, quần áo nè, đó. Nón này kia, dây lịch, đồ đầy đủ nha cô chú. Dù chợ này thì chợ nhỏ thôi nhưng mà bán đồ cũng đầy đủ. Ở bên đây cũng có một cái quầy bán đồ nông sản nè. Khánh Hòa thì cũng trồng nông sản rất là nhiều, mà trọng tâm là cải thìa này kia cô chú, với cải muối rất là nhiều. Đây chị gái bán cá sông, tôm sông, cá sông, cá mì dinh. Quá trời ngon luôn. Cá mì dinh nào. Cá mì dinh, cá linh đồ, cá đầy đủ. Cá sọc sọc này, cá gì vậy chị? Cá sọc dưa. Cá sọc dưa ha. Lâu không có lạ, ăn cá lạ lạ. Hôm nay cá mì dinh là bán được nhiêu ký? Dinh nhỏ này hả? 20 ngàn. 20 ngàn ha, cá bự này. Cá bự được 40. Cá bự này ít xương hơn hả chị? À, hay là nó ngon hơn, thịt nó nhiều hơn ha? Tại nó bự hơn, cá nhỏ thì nó nhỏ thôi. Dạ. Thứ thịt là thịt gà tai với vậy. Cảm ơn chị nha, chúc chị năm nay làm ăn phát tài nha. Nó đang ở trên YouTube hả? YouTube, em làm YouTube. Của em là Bến Quê Vlog. YouTube về YouTube. Bến Quê Vlog. Dạ. Chả dương xoài. Chả dương xoài, dạ. Rồi anh kia ở cải thìa nè, chở dưới chằn luôn. Rồi em mời quý cô chú anh chị mình đi chọc qua đây cùng em nữa nha. Ở bên đây thì em thấy có cô bán cá nè. Cá dồ đếm, cá điều hồng, cá lóc. Ồ quá trời ngon luôn. Cá dồ đếm hôm nay nhiêu ký vậy chị? Ký 60. Ký 60 ha, ngon quá. Rồi cá điều hồng này. Cá điều hồng này 55. 55. Rồi em cảm ơn chị luôn nha, chúc chị sức khỏe nha, năm nay phát tài nha. Dạ. Cô bán rau củ quả. Ở đây cô bán khoai ngọt nè, rồi củ sắn nè, bí nè, mớp, bầu đầy đủ, nụ dưa luôn. Nói chung là đồ nông sản, đồ gãy ở Khánh Hòa này thì rất là ngon nha cô chú. Tại ở đây là cũng cái người ta trồng rất là nhiều. Khóm này Khánh Hòa này có trồng không cô? Hay là mua ở vùng dưới? À, mua vùng dưới vậy ha. Ủa, củ qua hết ngon hả chị? Củ qua. Ở vùng Khánh Hòa này thì cô chú anh chị biết rồi, người ta làm gãy rất là chuyên nghiệp. Nên người ta ra chợ là nhìn đồ người ta biết đồ tươi nữa chăng à. Bởi vì bán toàn là đồ tươi không à. Cải này nha, rất là ngon nha chú. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị năm nay làm ăn phát tài nha. Chị bán đầy đủ luôn, khoai lang kia đầy đủ. Dạ. Chị bán ngay góc đường. Đó. Bên đây chị cô bán bắp nè, bắp nè, bán bún. Cô bán bún này bán lâu năm rồi nè. Mới có 10 năm. Mới có 10 năm rồi ha. 10 năm mà bán tới bây giờ là biết nó thế nào rồi đó. Ngon lắm mới bán được tới bây giờ đó nha. Ngon mà rẻ. Thì chú anh chị thấy là nước lèo mà nhìn rất là ngon nha. Năm nay bán im không cô? Năm nay mình bán được không? Bán đỡ nha. Mua thô năm mấy năm trước. Dạ. Đây là mình bán bún chả hả cô? Bún chả lụa. Bún chả lụa. Rồi nó dễ ăn, nó ngon.
Một tô cô bán được nhiêu tiền? Tô 12, 15. À, 12, 15 đây ha. Ồ, cô bán thêm vé số nên kiếm tiền thêm nữa nè. Bán vé số luôn. À, chúc cô năm nay phát tài nha. Năm nay dồi dào sức khỏe. Trước này thì em thấy cô bán bắp cũng rất là nhiều nè cô chú. À, bắp nè. Cô bán bắp bắp nấu rồi bắp sống luôn. Mua đây, mua bọc đây. Dạ. Yeah. Bắp trong nhà đem ra bán nha cô. Dạ. Dạ. Bán ngon ngay luôn. Rồi cảm ơn cô nha, chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Yeah. Bên đây thì bán xôi. Cô bán xôi, bán bánh. Dạ, con quay vlog cho bà con xem. Dạ. Khoái luôn rồi, quay tao tao khoái rồi. Khoái rồi, mà hôm nay quay con cua, con cái chợ có con cua đó, thằng đó rồi nó quay nó lớn cả luôn tay luôn. Dạ. Cua cua gì là khoái hết trời luôn. Rồi, năm nay bao bán sao cô, im không? Im, bán im lắm. Dạ. Đồ của hai ngon bán đắt lắm. Dạ. Một gói xôi mình bán được nhiêu tiền? 5 ngàn. Có 5 ngàn đây ha. À, xôi nếp đậu này, rất là ngon luôn. Ngon luôn. Cô bán được bao nhiêu năm rồi? Bán hồi cấp mà cây lúc đó bán 25 tuổi tới bây giờ. 25 tuổi tới giờ luôn ha. Bây giờ 60 rồi. 60 mấy đứa con luôn rồi, nó còn bán hoài luôn ha. Một đứa. Dạ. Gái Hàn Quốc. Gái Hàn Quốc luôn. Gái Hàn Quốc luôn. Trời ơi, dữ dằn nha. Tặng cho con gói xôi coi. Thôi con trả tiền cho. Không. Tặng gì? Tặng cho con gói xôi. Không không, con trả tiền cho. Cô bán đâu có lợi nhiêu đâu. Có lợi, có tiền tặng cho gói xôi. Cô có lợi nhiêu đâu. Không, có lợi. Con trả tiền cho. Tặng luôn chàng ơi. Bán vậy là mất nợ rồi sao? Không, cái này tôi cho mất nợ gì. Quay, tôi tặng à. Dạ. Tặng cho rồi. Rồi thôi cảm ơn cô nha. Chúc cô năm nay dồi dào sức khỏe, gia đình luôn bình an hạnh phúc nha. Năm nay phát tài luôn. Rồi cảm ơn cô tặng cho con gói xôi luôn này cô chú. Trả tiền cô không chịu lấy luôn. Rồi cảm ơn cô hai nha. Cô chú anh chị mình có đi chợ vòng xoài thì ghé ủng hộ cô nha. Rồi cảm ơn cô. Đây có bán thịt nè cô chú. Giờ lần này thì cô chú anh chị thấy là bán dưa hấu ở đây. Dưa hấu miền Tây. Dưa hấu này mình trồng nhà hay là điếm của người ta loại chị? Căng muốn bả hả? Căng ha. Hôm nay mình bán được nhiêu ký? 10 ngàn ha. Ờ, nhìn rất là ngon luôn cô chú. Rồi. Dạ lâu lâu mới lại quay chị. Sao bác cái kênh của anh rồi bác không vô chờ dạ tâm. Chị bấm vô là bến quê vlog. Bến quê hả? À, chị đọc vô bến quê vlog là gặp nha. Bảo mình quay một lần rồi. Dạ. Yeah. Không, không thấy ha. Rồi ngày chiều mai thì bắt đầu đến coi nha. Yeah. Chị bán thịt nè. À, chúc chị chú bán hết thịt nha. Rồi đẩy chiếc xe quá chèn luôn. Dạ. Yeah. À, đây cô chú anh chị mình thấy thì chợ này nhỏ thôi nhưng mà bà con người ta bán rất là vui vẻ. Ở đây chú bán bưởi da xanh nè, bưởi da xanh có 15 ngàn một ký thôi cô chú, rất là ngon nha. Đây cô đặc trưng bán cái bánh bò, các loại bánh bò bánh khoai mì, bánh khoai mì. Rồi khoai mì mà làm bằng hủ tiếu, làm bằng khoai mì. Hủ tiếu làm khoai mì thì bánh dạ. Chuối luôn ha. Cái nào cũng 5k hết. Cái nào cũng 5k, giá bình dân. Giá bình dân 5k. Mời mấy chú ủng hộ. Rồi năm nay cô bán sao, im không? Cấp Tết năm nay giờ. Hơi thất thu, nó hơi thất. Mình thu nhập nó hơi thất. Thấp ha. Như Bình Dương mỗi một cái Tết về cái nó dắt điên mới, mỗi cái Tết về dắt. Vậy hả? Cái người ta rủ theo đúng không? Bây giờ sang năm là mình không có cho dắt đi nữa. Dạ. Yeah. Mình kêu phải ở quê mà sống, không có cho đi. Rồi cho. Bây giờ chợ vắng vẻ quá à. Mới dắt này mà chợ tan rồi. Dạ. Thiên tì vợ tan hả? Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Chúc chị năm nay vừa dài sức khỏe làm ăn phát tài nha. Dạ. Yeah. Chị bán đây cũng lâu năm rồi nè. Bán mấy chục năm rồi, ba mấy chục năm rồi. Nè. Sống dưới chợ này ba mấy năm rồi. Trời ơi, mấy chị ở đây gì bán lâu năm thức luôn á.
gắn bó với chợ quá lâu. Dạ. Rồi chúc chị mua mai bán đất nha. Còn một năm mình mà sắm không có được cây vàng tất gì luôn. Hả? Rồi hy vọng năm nay sắm hai cây vàng nha. Rồi dạ, cảm ơn chú. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Cảm ơn em. Thì anh bán hoa nè. Hoa Đà Lạt. Đó. Hoa rồi đi cô bán cá. Rồi. Cái sông. Mọi người cá thiểu ngon quá chàng luôn. Cá thiểu hôm nay nhiêu ký vậy chị? Ngon quá. Bán lẻ 100g 10 ngàn. Rồi 10 ngàn 100g. Cái này là mình mua của người ta hay là tự chị bắt luôn? Cá tự bằng nhà anh. Tự bằng nhà luôn ha. Dạ. Thì có bán gạo luôn. Gạo 200 đồng. Chợ quê thì có gì bán đó. Cá thiểu nè, ốc nè. Chú đi bán vé số hả? Bán vé số. Bữa nay gãy vé số cho bà con, hôm nay trúng nha chú. Dạ, cho rồi. Bà con giàu lên. Dạ. Rồi, cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe nha. Dạ. Năm nay phát tài. Cô bán hến. Dạ. Rồi, hến này chắc cũng làm nhà luôn hả cô? Dạ, đi mò đó. Mò luôn. Mò đem cô bán ký hôm nay cô bán nhiêu? Bán hến luộc vậy là 300g 20. 300g 20.000. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Chúc cô năm nay làm ăn phát tài nha. Ở đây thì có bán cơm, mì, hủ tiếu cũng đầy đủ nha cô chú. Đó, còn những cái quán gì nè. Phía bên đây thì có bán đồ bộ nè. Cô chú thấy đồ bộ. Giờ dùng quê thì bà con cũng bán đồ bộ. 3 bộ 200k. Một bộ có 70.000 thôi, bằng tiền gần bằng tiền mai rồi, tiền mai thì cũng vậy rồi, quá rẻ. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị năm nay mua mai bán đất nha. Đây có bán bánh mì chay, bánh mì chay rất là ngon. Đây thấy một chị bán khoai cao, khoai môn nè. Khoai này là chắc chị mua của người ta hả? Dạ đúng rồi. Mấy khoai nhỏ nhỏ này chắc ngon lắm nè. Dạ khoai đó dẻo ngon. Dẻo ha. Hôm nay chị bán nhiêu ký? Ký có 10 ngàn. Ký có 10 ngàn ha, cũng phải bự bên đó. Có bự đây 15 ngàn ha. Dạ rất là ngon luôn. Rồi em cảm ơn chị nha. Chúc chị năm nay mua mai bán đất nha, làm ăn phát tài. Dài dài đây thì cô chú anh chị thấy thì đây cũng có hải sản rất là nhiều nè, mực nè, bao tử cá nè, cá lóc. Cá lóc thì nó mạnh lắm cô chú. Hải sản ngon luôn. Đây cá dừa đét nè, cá hú nè, cá lóc đầy đủ nha cô chú anh chị. Mình có đi chợ Dầm Xoài về cái ủng hộ mấy cô ở đây. Ở đây là chợ vườn xoài của nó và dòng xoài của nó luôn. Bên đây cũng có một điểm bán cá. Cô bán cá lóc, cá chả. Ồ, ở đây có cá sủ nè. Cá sủ rất là ngon nha cô chú. Sủ và cá chốt nè, rất là ngon. Giờ thì em mời quý cô chú anh chị mình đi vô nhà lòng chợ. Đây cô của bán cái sủ. Cái sủ to quá chàng to luôn rồi. Hôm nay bao nhiêu ký vậy cô? Cái sủ á 150 ha. Cái sủ to lắm cô chú. Cái sủ này chỉ xong mới có rồi. Rồi ăn đàng hoàng, ta lên đủ cấp đó. Dạ. Ăn tích cực vô đi. Ăn tích cực vô đi. Ở phía trước chợ này cũng có bán cá đầy đủ nha cô chú. Nước có cá nhiều quá. Rồi, cảm ơn chị nha. Chúc chị sức khỏe năm nay phát tài nha. Đây, cá chả, cá lóc. Mạng. Rất là ngon. Cô bán cá chả, cá lóc ở ngay nhà lòng chợ. Hôm nay cá chả cô bán được nhiêu ký cô?
75.000 ha. Rồi, rất là bình dân. 75.000 cho chú. Rồi cảm ơn cô với chú nha. Chúc năm nay dồi dào sức khỏe làm ăn phát tài nha. Bây giờ mình vô tham quan nhà lồng chợ. Nhà lồng chợ này nhỏ thôi cô chú, nhưng mà ở đây thì bán thịt heo nè. À, thịt heo. Đây bán đồ nông sản nè. Nông sản ở đây thì rất là ngon. Tại vì ở đây là cái xứ trồng rau củ quả. Cô chú anh chị thấy nè. Đây thì cô bán thịt heo và vịt. Cô này bán mắm. Mắm thơm quá. Mắm đinh này, mắm lóc. Mắm lóc hôm nay nhiêu ký vậy cô? 160 ha. Giá đi. Quá thơm luôn. Qua bển bán cho cao lên. 300 g. Mắm Thái, mắm này kia đầy đủ. Này về mắm lóc này về chưng ăn là ngon lắm mấy cô. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Chúc cô năm nay làm ăn phát tài nha. Mua mai bán đắt. Mắm rất là ngon. À, mắm linh, mắm lóc, mắm đầy đủ. Ở bên đây thì đồ gãy. Cốm nè, bắp cải nè. Đây cô bán cũng đồ gãy nè, bông điên điển, rồi ớt Đà Lạt, nụ dưa luôn, cái su cải. Đây thì bạc hà nè, bạc hà nấu canh chua cô chú. Củ hoa. Ở phía bên trong này thì cô chú thấy là bán đồ nông sản cũng nhiều nha. Đó, trong nhà lồng chợ. Này dây thun hả cô? Dây thun cột hả? À, là gì? Cái này là gì? À, nuôi. Nuôi hả? À. À, nuôi khô ha, còn tưởng đâu dây thun cột. Đây cô chú thấy chuối nữa nè. À, chuối người ta treo nè. Rất là đẹp luôn. Phía bên đây thì bên nhà lồng chợ phía bên đây thì cô chú thấy bán quần áo đây. Em ghi hình hết cái chợ vườn xoài cho cô chú anh chị mình xem luôn. Bên đây quần áo đồ bộ nè, bên đây thì bán đồ gia dụng nè. Đó, mình có đi nhu cầu thì mình vô thẳng vô nhà lồng chợ này thì có bán đầy đủ. Bên đây cô bán đồ nè. Năm nay mình bán làm sao cô, im không cô? Cũng được ha. Tết chợ này cô bán im không? Được, chợ này bán cũng được. Tại yeah. Theo, được là theo chợ quê mình nhưng mà. Chợ quê ha. Yeah. Cô bán đây bao nhiêu năm vậy? Bán là nó vô đây ở thì cũng từ mà cấp dịch tới giờ đó. Ờ, dịch là cũng 5-6 năm rồi ha. Còn lúc trước thì cũng chạy chợ qua đây nhưng mà không có bán luôn. Lâu lâu mới chạy qua bán, còn bây giờ thì bán suốt thì bán. Ờ, nhưng mà chiều cô về hay là cô ở đây luôn? Chiều về. Chiều về ha. Chiều dạ. Về. Ở đây chủ yếu là cô bán đồ bộ này kia ha. Đồ bộ lẻ, đồ lẻ đầy đủ. Đồ nam luôn ha. Nam dạ. Bé luôn. Vậy rồi em bé luôn. Đầy đủ bé hết. Luôn. Đầy đủ. Rồi cũng cảm ơn cô nha. Chúc cô năm nay vừa dồi sức khỏe làm ăn phát tài nha. Rồi cảm ơn. Cô chú anh chị mình có đi vào nhà lồng chợ thì ghé ủng hộ cô nha. Cô bán đầy đủ nè. Đồ trai, bé gái, đồ nam, đồ nữ đầy đủ luôn nha. Đó. Quần sọt nè đầy đủ, quần xịt lõn này cái đầy đủ luôn. Rồi cũng cảm ơn cô nha. Đây đường của cô luôn hả? Có luôn, trước luôn đó. Ồ quá vàng nhiều luôn. Bên đây thì đồ gia dụng, đồ gia dụng thì rất là nhiều, gạo này kia nè cô chú. Đây thì có bán đồ mỹ phẩm luôn nè. Trong này có một tiệm bán mỹ phẩm nè. Có những cái móc khóa nè, rất là đẹp dễ thương. Móc khóa rồi qua đầu mình chảy đến găng. Nói chung là trong này thì bán đồ mỹ phẩm cũng rất là nhiều. Đây thì em gái bán
đậu phộng, đậu xanh, đậu nành, nếp gì nè. Năm nay mua bán về đắt hơn gái. Tại mình bán dừa nạo luôn ha. Mình bán ký hay sao? 1 ký hôm nay dừa được nhiêu tiền? 35 dắt nước luôn là 40 ha. Rồi cảm ơn em gái nha, chúc em gái dồi dào sức khỏe nha, năm nay làm ăn phát tài nha. Chào chú anh chị, mình có đi vô nhà lòng chợ cái ủng hộ em gái nha, em gái bán đầy đủ, hủ tiếu cộng cũng có nữa nè, đậu xanh đậu phộng rồi đầy đủ luôn. Rồi cảm ơn nha. Quần áo rất là nhiều. Rồi vậy là em đã ghi hình hết cái khu chợ vườn xoài cho cô chú anh chị mình xem. Đây là một tổng quan phía trước đây. Đó, giờ này 7 giờ mấy rồi nhưng mà bà con vẫn còn đi chợ lây gai. Có lẽ là video của em sẽ khép lại đây nha cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị những video tiếp theo của em ha. Đây là phía trước nhà lòng chợ nè. Phía ngoài này thì cô chú thấy thì bà con người ta cũng đi lây gai thôi, không có nhộn nhịp, nhưng mà bà con bán cũng bền đó, bán tới trưa cũng hết hàng. Đây cô chú thấy không,